Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn 4 ván đấu cuối của trận sông Mách giữa kỳ tướng quốc gia Vũ Khánh Hoàng và chùm cờ độ Trung Quốc Ngạc Châu Sư Trưởng Lưu Tông Trạch. Mời các bạn thưởng thức dự ván cờ đối công rất hấp dẫn. Biên bản ván 15, tỷ số đang là 9-5 nghiêng về cho Ngạc Châu Sư Trưởng Lưu Tông Trạch. Shiji! 吃鸡 吃鸡 吃
吃。 挂角马将军。 吃。 主峰。
đại chương. Bộ thảo mã, chương trình. Đại chương. Chúng bốn bình năm chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp ván 16. Tỷ số đang là 9-6. Sí. Hãy subscribe. Chương trình.
吃。破下。再将将军。吃。吃。吃。吃。将军。再将。砒霜。将军。再将。
将军。Chơi đến đây, bên đen chắc chắn sẽ mất quân, cho nên Lưu Tông Trạch đã nhận thua. Tỷ số rút ngắn xuống còn 7 năm, trận gián thứ 17 kết thúc với tỷ số hòa. Mời các bạn xem tiếp gián 18. Tỷ số đang là 9,5, 7,5.是。是。是。
将军。是。是。破事。将军。方trước tấn sáu chiếu tướng sát cục. Tỷ số rút ngắn xuống còn 8,5, 9,5. Mời các bạn xem tiếp ván 19.
吃。吃。吃。破相。将军。再将。吃。
将军出击。破势。再将。吃。破势。将军出击。Pháo sáu phối một, chiếu tướng bắt xe. Cho đến đây, Vũ Khánh Hoàng đã nhận thua. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Ngạc Châu sư trưởng Lưu Tông Trạch. Các bạn vừa thưởng thức 4 ván cờ cuối cùng của trận so match diễn ra ngày hôm qua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất.